5 quy tắc vàng hướng dẫn an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 1. Luôn tuân thủ các khuyến cáo về sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc không được vận chuyển chung với thực phẩm. Thuốc chưa sử dụng cần cất giữ ở các tủ kín có khóa cẩn thận xa khu vực sinh hoạt của gia đình. Thuốc phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em. Không ăn uống, hút thuốc khi đang phun thuốc. Trước khi ăn uống cần vệ sinh tay, miệng và di chuyển ra xa nơi đang pha hay phun thuốc. Khi pha thuốc, cần cẩn thận sử dụng các dụng cụ đong đo rõ ràng, đúng kỹ thuật. Trong quá trình sử dụng, không được sử dụng miệng, thổi vào vòi phun hay trực tiếp cho tay vào khuấy thuốc trong bình phun. Nếu cần pha trộn nhiều loại thuốc, cần được pha bên ngoài theo nguyên tắc thuốc bột pha trước, thuốc nước vào sau. Sử dụng nguồn nước sạch để pha thuốc. 2. Đọc và hiểu các thông tin, ký hiệu ghi trên nhãn thuốc. Đọc và biết rõ tên và biểu tượng của nhà sản xuất, đặc biệt là tên thuốc, tên hoạt chất, dạng thuốc được ghi rõ trên bao bì, nhãn mác. Hiểu biết rõ đối tượng sâu bệnh, cây trồng mà thuốc có thể kiểm soát. Những thông tin này cũng được ghi cụ thể và đầy đủ trên bao bì. Nắm rõ nồng độ và liều lượng trong một bình phun hay trên một đơn vị diện tích. Tùy theo dung tích của từng loại bình phun, thùng phi hay bể chứa thuốc mà tính toán lượng thuốc phù hợp. Bên cạnh đó, người sử dụng cũng cần biết về phân loại độ độc của thuốc thông qua các vạch màu trên nhãn thuốc đã được sử dụng theo quy định mới của Việt Nam. Thông tin về thời gian cách ly là vô cùng cần thiết với người phun vì điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho môi trường, cây trồng và đặc biệt là an toàn cho người tiêu dùng. 3. Mặc đồ bảo hộ lao động phù hợp. Khi sử dụng hay tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, phải mặc áo bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện thực tế và loại thuốc sử dụng. Các loại bảo hộ lao động thường được sử dụng gồm quần áo dài bằng vải bông, mũ đội đầu, kính mắt, khẩu trang, găng tay, tạp dề bằng ni lông, ủng. 4. Cẩn thận khi phun thuốc, bảo quản tốt bình bơm, xử lý bao bì đúng cách. Kiểm tra bình trước phun nhằm xử lý rò rỉ, tắc nghẽn nếu có để sửa chữa trước khi pha phun thuốc. Rửa sạch các bộ phận sau khi phun như bình phun, vòi phun, bec phun. Cần kiểm tra định kỳ bình phun ít nhất một lần một vụ. Nguồn xúc rửa bình phun cần phun hết lên cây cỏ hoặc có thể đổ lên các khoảnh đất không trồng cấy. Không đổ nước xúc rửa xuống nguồn nước như kênh mương hay ao hồ, sông suối, nơi nguồn nước sinh hoạt hay chăn nuôi. 5. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân. Rửa tay, mắt và các bộ phận ngay khi dính thuốc hoặc sau khi phun hay xử lý thuốc. Thay quần áo ngay sau khi phun hay xử lý thuốc. Rửa sạch găng tay trước khi tháo bộ đồ bảo hộ. Rửa tay và mặt trước khi ăn uống hay hút thuốc. Tắm rửa ngay sau khi phun thuốc. Giặt riêng và phơi khô các đồ bảo hộ lao động sau khi dùng.